Xin chào các bạn. Bộ lịch sẽ giúp chúng ta ghi nhớ các mốc thời gian quan trọng, theo dõi và lên kế hoạch học tập, vui chơi, lưu giữ những bức ảnh gia đình, kích thích sự sáng tạo và thư giãn với tranh tô màu và sticker ngộ nghĩnh. Đây là bộ lịch để bàn trẻ em, chúng ta cùng xem bên trong có gì nhé. Một tấm thiệp ghi lời nhắn dễ thương và QR code hướng dẫn sử dụng lịch. Hoặc có thể xem hướng dẫn phía sau phần khung ảnh. Bên trong sẽ có chân đế, khung ảnh, bộ tờ lịch. Cùng xem lớp chân đế ở mặt sau khung ảnh nha. Giờ chúng ta cùng làm nào. Tiếp theo chúng ta cùng xem bộ tờ lịch có gì. Tờ bìa, tờ lịch tháng, tờ chứa các icon sticker dán. Tờ bìa có lời nhắn của bạn BTV rất dễ thương này. Mặt sau tờ bìa tổng hợp 12 tháng trong năm. Mỗi tờ lịch là một tháng, mỗi tháng là một thông tin phong tục hoặc trò chơi dân gian thú vị. Mặt sau có chú giải và tranh tập tô. Lát sau chúng ta cùng thử nha. Tờ icon chứa nhiều sticker ngộ nghĩnh ghê. Hãy bóc bạn BTV và dán vào khung ảnh nào. Thử xem bạn dán có đúng không nha. Dùng sticker đánh dấu những ngày quan trọng. Thay bức ảnh mẫu này bằng ảnh gia đình của bạn. Đặt ảnh gia đình vào tờ lịch và cho vào khung lịch. Mặt sau khung lịch có nam châm rất chắc chắn, giữ cho tờ lịch không bị rơi ra. Đặt vào chân đế, chúng ta đã hoàn thành xong lắp đặt bộ lịch để bàn rồi. Rất xinh xắn phải không nào? Xem tiếp nha, vẫn còn một điều thú vị nữa. Bạn có nhớ hình ảnh mặt sau tờ lịch không? Khi hết tháng trên tờ lịch, hãy tô tranh theo màu sắc mình yêu thích. Khi tô xong, chúng ta cắt bức tranh đó ra. Chúng ta có thể trưng bày trên bàn học hoặc dán vào nơi mình yêu thích. Hoàn thành rồi, bạn có muốn sở hữu bộ lịch này không? 8.000 bộ lịch để bàn trẻ em của Bảo Việt Nhân Thọ dành tặng cho khách hàng khi tham gia hợp đồng Bảo hiểm Nhân Thọ từ ngày 1 tháng 11 tới ngày 25 tháng 12 năm 2022. Chi tiết xem tại website bảovietnhanthọ.com.vn.